Hello cả nhà. Hôm nay ngày lễ, đường xá thì hơi vắng vẻ nha. Mình ở nhà lắp đặt sản phẩm cho khách hàng để giao cho khách. Sẵn luôn tiện gửi một số hình ảnh cho khách hàng xem. Mẫu mã đa dạng với nhiều tính năng hấp dẫn cũng như là màu sắc rất là đẹp. Đa số sản phẩm nhập khẩu, ngoại hình và chất lượng đều thuộc loại là hàng tốt cả. Bên mình rất chú trọng về chất lượng khi làm việc với các nhà máy lớn ở tại Trung Quốc, vì vì khi mà phân phối các sản phẩm này đến tay người tiêu dùng cũng như đến trẻ em chơi vui đùa, mình cần làm tốt về chất lượng để kinh doanh lâu dài cũng như là mang lại cái hiệu quả tốt cho khách hàng về lợi nhuận cũng như là số tiền mà khách hàng đã bỏ ra xứng đáng với những giá trị mà khách hàng đã nhận lại nha. Đây là dòng phân khúc máy kẹp với màu sắc neon rất là đẹp. Ở bên trên những cái máy kẹp này có thể là mình đặt quà nè, bánh kẹo nhỏ nhỏ, những thức ăn vặt hoặc là những cái đấu bông móc khóa nhỏ để cho chị em tham gia. Kẹo snack hoặc là những cái khô mực khô gì đó, đủ thể loại. Bên trong có thể là mình đặt ở dưới đây là nước, sữa. Có thể dùng những cái móc kẹp này đổi lại nước, sữa cho trẻ em, bánh kẹo gì đó. Mình đặt thêm một số sản phẩm dưới đây để đổi quà cho trẻ. Đấy, nói chung là quà, đồ ăn, đồ uống cho trẻ cũng rất là vui. Ngoại hình thì rất là đẹp nha cả nhà. Công ty này họ rất chú trọng về phát triển ngoại hình, về thiết kế cũng như là về giao diện rất đẹp. Sản phẩm mình đi về chính ngạch nên về giá cả cũng như về chất lượng mình rất chú trọng, vì để phát hành số lượng lớn cũng như là giá cả cho khách hàng mua về, khách hàng kinh doanh mở được nhiều cái tiệm hơn hoặc là kinh doanh mang lại cái hiệu quả hơn trong vấn đề giải trí. Vì thế mình luôn luôn chú trọng cái khâu chất lượng cũng như là về giá cả, và sản phẩm phải luôn có đáp ứng được các cái giấy tờ chứng từ rõ ràng minh bạch để khách hàng cùng công ty mình đồng hành lâu dài trong quá trình phát triển và làm ăn kinh doanh nha. Thì mình gửi đến khách hàng một số cái tư liệu, những cái sản phẩm kinh doanh trò chơi hữu ích cho trẻ em, với mong muốn là phát triển xây dựng cái cộng đồng vui chơi giải trí trẻ em thêm lành mạnh và đa dạng, thêm nhiều sản phẩm mang nhiều màu sắc tươi trẻ. Video của mình ngắn đến đây cũng xin kết thúc. Chúc cả nhà có một ngày nghỉ trong một kỳ nghỉ lễ vui vẻ với người thân yêu, gia đình cùng bạn bè. Nhớ đừng quên bấm like video và follow kênh của mình để nhận được nhiều video mới hơn cũng như cập nhật thêm một số sản phẩm mới khi bên mình phát hành và ra mắt nha. Mọi nhu cầu chi tiết đặt hàng thì khách hàng có thể đến địa chỉ 65 đường số 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, được phát hành bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hồng Loan Game Center nha cả nhà. 65 đường số 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Số điện thoại đặt mua hàng 0918721599. Gặp Hoàng Minh nha. Mình sẽ hướng dẫn cũng như tư vấn tận tình cho khách hàng để khách hàng có thể đưa ra những cái giải pháp kinh doanh phù hợp. Xin chào, hẹn gặp lại trong lần sau. Bye bye.